Chương 11. Chẳng luận thời tiết, xưng danh quyết định giảng sanh. Một lớn, thời tiết niệm Phật. Thời tiết nghĩa là thời gian niệm Phật dài hay ngắn. Đức Phật A-di-đà chẳng quản là thời gian bạn niệm Phật là dài hay ngắn. Chỉ cần bạn xưng Nam-mô A-di-đà Phật thì tất nhiên được giảng sanh Tây Phương Tịnh Độ. Thế giới cực lạc thù thắng như vậy, tốt đẹp như vậy, rất nhiều người trong tâm muốn giảng sanh, nhưng để đắn đo suy nghĩ. Tới bây giờ mình còn chưa quy y, thời gian niệm Phật cũng chưa lâu, người giống như mình không biết có được giảng sanh hay không. Vì để dẹp bỏ nghi ngờ như vậy, Đại sư Thiện Đạo bảo chúng ta, niệm Phật giảng sanh, bất luận thời gian lâu hay mau, bất luận chuyện bạn tu lâu hay mới học. Sau đây có ba điều tôi nhắc đến một chút. Hai lớn, chẳng luận thời tiết. Một, văn thời tiết niệm Phật trong quán kinh sớ. Trên suốt một đời, dưới đến một ngày, một thời, một niệm, vân vân. Hoặc từ một niệm, mười niệm đến một thời, một ngày, suốt đời. Đại ý là, từ lúc phát tâm trở về sau, không bao giờ thoái chuyển thệ nguyện giảng sanh này, chỉ lấy tịnh độ làm kỳ hạn. Đây là Đại sư Thiện Đạo ở trong quán kinh sớ nói về thời tiết niệm Phật, dùng ba câu để trình bày. Câu 1. Từ nhiều đến ít. Trên suốt một đời niệm Phật, dưới đến một ngày, một giờ, tối thiểu là niệm Phật trong một niệm. Câu 2. Từ ít đến nhiều. Tối thiểu bắt đầu từ một niệm, tiếp diễn đến 10 niệm, lại đến một giờ, một ngày, cho đến suốt một đời. 3. Đại ý nghĩa là nguyên tắc căn bản, nội dung chủ yếu ở chỗ. Từ khi phát tâm niệm Phật, phát khởi tâm nguyện muốn sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, thì suốt một đời niệm Phật không thay đổi, không thoái chuyển, mãi cho đến khi vãng sanh. Vì mỗi người thời gian gặp được pháp môn tịnh độ có sớm có muộn, thọ mạng của mỗi người cũng dài ngắn khác nhau, cho nên nói từ ít đến nhiều, từ nhiều đến ít như vậy. 2. Văn chánh định nghiệp trong quán kinh sớ. Người nhất tâm chuyên niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà, đi, đứng, ngồi, nằm, chẳng luận thời gian lâu hay mau, đều niệm niệm không bỏ, gọi là chánh định nghiệp, vì thuận với nguyện của Đức Phật kia. Xưng niệm Nam-mô A-di-đà Phật, chỉ cần niệm niệm không bỏ, chính là chánh định nghiệp. Không kể thời gian tu học là dài hay ngắn, nên nói, chẳng luận thời gian lâu hay mau, Đức Phật A-di-đà không hề chất vấn bạn. Bạn muốn đến thế giới cực lạc phải không? Bạn niệm Phật được mấy năm rồi? Bạn đâu cần phải sợ rằng chỉ mới niệm một tiếng mà thọ mạng đã kết thúc. Hãy xem những người được nói ở phần hạ phẩm hạ sanh trong quán kinh, đều chỉ niệm được một tiếng, mười tiếng Phật hiệu. Lập tức, Đức Phật A-di-đà cũng đến tiếp dẫn giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. 3. Văn chẳng luận thời tiết trong quán kinh sớ. Tất cả phàm phu chẳng luận là tội phước nhiều ít, thời gian lâu mau, chỉ cần trên suốt trăm năm, dưới đến một ngày, bảy ngày, nhất tâm chuyên niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà, nhất định giảng sanh, chẳng chút nghi ngờ. Cũng là xác định rõ chẳng luận tội phước nhiều ít, chẳng bàn thời gian lâu mau. Ba lớn, gợi ý. Chẳng luận thời gian lâu mau đều được giảng sanh, mở ra cho chúng ta điều gì? Một, việc giảng sanh phải dựa vào danh hiệu. Giảng sanh thế giới cực lạc, Đức Phật A-di-đà chẳng hỏi thời gian chúng ta niệm Phật dài hay ngắn, chẳng hỏi chúng ta niệm Phật được số lượng nhiều hay ít, chẳng hỏi công phu niệm Phật của chúng ta sâu hay cạn. Tất cả những điều này là do phía phàm phu chúng ta đắn đo, chứ Đức Phật A-di-đà chẳng hề hỏi đến. Giảng sanh không phải là dựa vào công phu của chúng ta, cũng không phải dựa vào khả năng tu trì của chúng ta, mà là dựa vào bản thân sáu chữ danh hiệu được chúng ta niệm. Cho nên chẳng hỏi thời gian lâu mau, mà chỉ hỏi chúng ta có niệm Phật hay không mà thôi. Tuy nói chẳng luận thời gian lâu mau, nhưng vẫn có nguyên tắc, đó là niệm niệm tương tục.
niệm niệm không bỏ. Bây giờ bắt đầu từ lúc phát tâm trở về sau, không bao giờ thoái chuyển thệ nguyện giảng sanh này, chỉ lấy tịnh độ làm kỵ hạn. Đây là nguyên tắc. Niệm Phật được giảng sanh là vì bản thân câu danh hiệu giúp cho chúng ta được giảng sanh. Cho nên Đức Phật A-di-đà không hỏi thời gian chúng ta niệm Phật lâu hay mau. Niệm 10 tiếng là dựa vào bản thân câu danh hiệu. Niệm 10 năm vẫn là dựa vào bản thân câu danh hiệu, cho thấy công đức giảng sanh là ở phía bản thân câu danh hiệu. 2. Chẳng luận đang hiện sống hay khi lâm chung. Nếu trong câu Nam Mô A Di Đà Phật không có công đức giảng sanh của chúng ta, thì bạn niệm hàng nghìn hàng vạn, 10 năm trăm năm cũng chẳng thể giảng sanh. Cũng như nếu trong túi bạn chẳng còn một xu, thì dù bạn lục tìm mãi cũng chẳng ra được đồng nào cả. Trong 6 chữ danh hiệu có công đức giảng sanh của chúng ta, bây giờ chúng ta niệm thì ngay bây giờ có công đức. Vì vậy, đứng trên một bình diện khác để nói, chẳng luận thời gian lâu mau, cũng chính là chẳng quản bình sanh hay lâm chung. Bình sanh là chỉ cho chúng ta hiện nay đang còn sống, thân thể khỏe mạnh bình thường. Lâm chung là chỉ cho chúng ta khi sắp mạng chung. Chúng ta thường có quan niệm sai lầm đối với việc giảng sanh, cho rằng bình thường niệm Phật thì không tính. Bây giờ niệm Phật là để tập cho quen, mang tính huấn luyện. Chỉ đến khi sắp chết thì câu Phật hiệu mới cần thiết, mới giúp giảng sanh. Đây là quan niệm sai lầm. Phật được niệm trong hiện tại và Phật được niệm lúc lâm chung là một vị phải không? Đâu có hai vị, có phải là cùng một câu Phật hiệu không? Phải. Vì vậy, bình sanh hay lâm chung đều như nhau, công đức của danh hiệu đều không tăng không giảm. Lâm chung nhất niệm giảng sanh, bình sanh mỗi niệm đều đang giảng sanh. Nói tới nói lui nhiều lần vấn đề này là để mọi người hiểu rõ rằng hiện tại chúng ta đang niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật. Ngay đây chúng ta được cứu độ. Nếu tắt thở thì lập tức giảng sanh thế giới cực lạc. Nếu thọ mạng chưa dứt thì cứ niệm tiếp, niệm từ khi sống mãi đến lúc lâm chung giảng sanh. 3. Trọn đời niệm Phật. Chẳng luận thời gian lâu mau, không phải nói như kiểu tôi niệm một câu Phật, 10 câu Phật, hoặc niệm 1 năm, 2 năm, sau đó tôi không niệm nữa. Nói như vậy là không đúng. Tại sao? Như thế thì vứt đi rồi. Chẳng luận thời gian lâu mau là muốn chúng ta niệm niệm không bỏ, niệm niệm tương tục. Đây mới là chấp trì danh hiệu. Vì vậy, tuy Đức Phật A-di-đà nói hoặc 1 ngày, hoặc 7 ngày, không phải hạn định ở 1 ngày, 7 ngày, mà là trọn đời niệm Phật. Tổ sư nói niệm Phật chẳng luận thời gian là căn cứ câu cho đến 10 niệm được nói đến trong nguyện thứ 18. Cho đến 10 niệm là Đức Phật A-di-đà không hạn định thời gian chúng ta niệm Phật sớm hay muộn. Khi sắp chết, bạn mới gặp được thì niệm 1 tiếng, 10 tiếng cũng thuộc phạm vi cho đến 10 niệm. Khi bạn còn trẻ đã gặp được thì bạn niệm 30 năm, 50 năm cũng thuộc phạm vi cho đến 10 niệm. 10 niệm là chỉ người sắp chết, không kịp niệm nhiều, chỉ niệm được 10 câu, cho đến là chỉ cho việc suốt một đời niệm Phật. Cho đến 10 niệm, cho đến 1 niệm, và cho đến mỗi niệm, niệm niệm không bỏ là một ý. Đừng lý giải sai lầm rằng chỉ niệm một câu Phật, sau đó đi ngủ. Vì việc niệm Phật không thiện nguyện của Đức Phật A-di-đà là một quá trình tương tục cũng rất tự nhiên. Đó là một khi bạn đã tin nhận sự cứu độ của Đức Phật A-di-đà. Một tin là vĩnh viễn tin, đã một tin thì vĩnh viễn tin. Nên biết một niệm cũng là vĩnh viễn niệm, cho nên nói cho đến một niệm. Ví dụ như chúng ta lên thuyền trong lòng hoang mang lo lắng. Biển rộng như vậy, tôi lên thuyền có thể qua được không? Thuyền trưởng rất hiền từ bảo, đừng lo, bạn chỉ cần leo lên thuyền, tôi sẽ giúp bạn đến bờ bên kia.
Ông ta nói leo lên thuyền là bảo bạn bước đến trèo lên thuyền. Nếu bạn nghe thuyền trưởng nói leo lên thuyền sẽ sang được bên bờ bên kia, nhưng bạn lại do dự một bước tiến, hai bước lùi, như vậy có đến được bờ bên kia không? Nếu chúng ta ngộ nhận rằng Đức Phật A-di-đà nói cho đến một niệm, tôi chỉ cần niệm một tiếng, sau đó không niệm nữa. Trường hợp này chẳng khác nào người muốn qua biển, nhưng vừa bước tới gần thuyền một chút lại thụt lùi. Như vậy không được rồi. Cho đến một niệm chính là cho đến tất cả niệm. Một khi đã bước đến thì liền leo thẳng lên thuyền. Một khi chúng ta tín thuận Phật A-di-đà thì liền niệm niệm không bỏ, niệm niệm không nghi. Đương nhiên, khi chúng ta bận làm việc thì thường quên niệm. Lúc ngủ say cũng không thể niệm thì không nói làm gì. Chỉ cần nhớ lại, liền phát khởi suy nghĩ, liền Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đây gọi là niệm niệm tương tục, niệm niệm không bỏ, cũng là cho đến một niệm, cho đến mười niệm. Người sắp mạng chung, trong một hơi thở cuối, một niệm lập tức giảng sanh. Nếu hơi thở chưa dứt, sau khi niệm xong một câu Phật hiệu, họ sống trở lại, sống thêm 3 năm thì họ niệm Phật thêm 3 năm nữa. Vì ranh giới giữa sự sống và cái chết rất mong manh, sắp chết nhưng vẫn không chết, mạng sống kéo dài thêm thì sống. Đang sống một cuộc đời thật tốt, vui vẻ, náo nhiệt, đột nhiên bị tai nạn giao thông, ngày đó chết đi. Vì vậy, một niệm khi lâm chung đủ để giảng sanh, đại biểu cho dù đang sống, một niệm cũng được giảng sanh. Nếu một niệm khi đang sống mà không được giảng sanh, thì một niệm khi lâm chung cũng chẳng được giảng sanh. Một niệm đủ để giảng sanh không phải là con số thứ tự. Một này giúp chúng ta giảng sanh cũng không phải là niệm có thể giúp chúng ta giảng sanh, mà là bản thân của câu danh hiệu được chúng ta niệm đầy đủ công đức giúp cho chúng ta ngay đó giảng sanh, nên nhất niệm, niệm niệm mới không sai khác nhau. Niệm một niệm là Nam Mô A Di Đà Phật, niệm mười niệm vẫn là Nam Mô A Di Đà Phật. Bản thân của Nam Mô A Di Đà Phật không phải là số lượng, cũng không thể dùng số lượng để suy tính hay hình dung, vì Phật A Di Đà là vô lượng Phật. Về phía chúng ta, niệm Phật có thể ghi nhớ số lượng 3.000 một dạng, nhưng đứng trên bản thân câu danh hiệu để xét thì đây là pháp siêu việt số lượng. Đại sư Thiện Đạo từng nói: nhất hướng chuyên niệm, chẳng luận thời gian lâu mau, chẳng bàn thời gian dài thời gian ngắn, vì A-di-đà Phật là thọ mạng vô lượng. Với Ngài không có thời gian dài hay ngắn. Thời gian dài ngắn là vọng tưởng phân biệt của phàm phu, thời gian lâu mau cũng là vọng tưởng chấp trước của phàm phu. Bản thân câu danh hiệu vốn chẳng thể gọi là dài hay ngắn, nhiều hay ít, giàu sang hay nghèo khó, siêng năng hay lười biếng. Chỉ cần đứng trên góc độ của chúng ta xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Căn cơ của chúng ta niệm niệm không quên, như vậy liền phù hợp với thể nguyện của Đức Phật A Di Đà.